Dạ, kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Châu Ngọc Hoa, kính thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Vân, trong thực hành lâm sàng điều trị đái tháo đường hàng ngày, chúng ta đang sử dụng statin một cách gần như là thường quy. Như vậy thì trong cái buổi tọa đàm trực tuyến ngày hôm nay, chúng tôi xin nêu ra một vấn đề là liệu chúng ta có đang dùng statin quá tay hay không? Quý đồng nghiệp cũng biết statin là một loại thuốc phổ biến đến mức ở Hoa Kỳ nó gần như là một cái thuốc không kê đơn. Như vậy thì liệu có phải là tất cả những cái bệnh nhân đái tháo đường đến với chúng ta đều nên chỉ định statin hay không? Vậy thì tôi xin đưa ra một cái ca lâm sàng đầu tiên. Đây là một bệnh nhân nữ 42 tuổi, vừa mới được chẩn đoán đái tháo đường type 2 khi khám sức khỏe vào ngày hôm qua. Bệnh nhân không có một cái yếu tố nguy cơ tim mạch nào khác, cũng không có cái biến chứng nào của đái tháo đường đã được phát hiện. Cái trị số LDL cholesterol của người bệnh là 1,9 millimol trên lít. Nếu chúng ta nhìn lại cái đồng thuận của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ về cái chỉ định statin cho bệnh nhân đái tháo đường, thì chúng ta thấy bệnh nhân này là một bệnh nhân mà chưa có cái bệnh tim mạch do xơ vữa trên lâm sàng, và cái độ tuổi là từ 40 đến 75, và bệnh nhân không có cái yếu tố nguy cơ cao nào khác, do đó được xếp là một người có cái nhóm nguy cơ trung bình. Và theo khuyến cáo thì cần phải được khởi động một cái statin với cái hoạt lực trung bình, bởi vì chúng ta biết đái tháo đường nó làm tăng cái nguy cơ biến cố tim mạch. Vì vậy statin được khuyến cáo sử dụng sớm cho các đối tượng như thế này. Thì khuyến cáo là statin nên sử dụng cho tất cả bệnh nhân đái tháo đường từ 40 tuổi trở lên. Tuy nhiên trong thực tế điều trị, liệu là có quá sớm để chỉ định từ đầu statin cho bệnh nhân này hay không? Thì tại sao chúng ta không cho bệnh nhân một cái cơ hội để họ thay đổi lối sống trước khi phải sử dụng statin? Cách đây 3 tháng, trên cái tạp chí New England Journal of Medicine, nó có một cái bài báo rất là thú vị. Ở trong đó thì các tác giả đã nêu ra vấn đề là thậm chí ngay cả khi chẩn đoán đã rõ ràng thì cái biện pháp can thiệp hiệu quả nhất có thể không phải là sử dụng thuốc. Và các bác sĩ hiện nay đang chỉ định những cái loại thuốc theo các khuyến cáo đã được xuất hiện cách đây gần 20 năm. Và cái việc mà chỉ định thuốc nhiều như vậy khiến cho họ bị chỉ trích là quá lạm dụng thuốc men. Đây cũng là cái hiện tượng làm gia tăng cái số lượng bệnh nhân phải nhập viện vì các cái biến cố ngoài ý của thuốc. Trên cái tạp chí Lipid Health và Disease năm 2017, người ta có nêu ra một số cái cơ chế bệnh sinh của rối loạn lipid máu và cái lý do mà việc thay đổi lối sống cũng như là vận động thể lực có thể làm cải thiện các cái chỉ số lipid máu cho người bệnh. Và các tác giả này đã khẳng định là bác sĩ chúng ta hiện nay đang quá lệ thuộc vào các cái thuốc làm hạ lipid máu, trong đó có statin để điều trị cho bệnh nhân bị rối loạn lipid. Và theo họ đó thì cái việc thay đổi lối sống một cách tích cực, trong đó có tập luyện thể lực, thì chúng ta không nên xem thường. Và bác sĩ nên khuyến khích bệnh nhân vận động thể lực nhiều nhất trong khả năng cho phép. Nhiều cái thử nghiệm lâm sàng cho thấy nếu chúng ta hướng dẫn bệnh nhân vận động thể lực đúng phương pháp, đạt hiệu quả và đủ thời gian, thì chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được các cái thông số HDL cholesterol, LDL cholesterol và triglycerides cho người bệnh. Quý đồng nghiệp có thể tranh luận rằng chúng ta sử dụng statin cho người bệnh không phải là chỉ cải thiện cái dung mạo lipid máu mà còn cải thiện nguy cơ tim mạch cho họ. Vậy thì tôi xin dẫn ra một nghiên cứu. Đây là nghiên cứu IDES thực hiện trên cái dân số đái tháo đường người Ý. Và nghiên cứu này nó chứng minh là nếu mà bệnh nhân tập luyện thể lực đúng cách thì có thể cải thiện được cái nguy cơ tim mạch dài hạn. Thì thiết kế nghiên cứu IDES là thực hiện trên các bệnh nhân đái tháo đường type 2 có lối sống tĩnh tại, gồm có 606 người với tuổi trung bình là 59 và thời gian đái tháo đường trung bình là 6 năm. Bệnh nhân sẽ được chia ngẫu nhiên vào một trong hai cái nhóm. Nhóm đầu tiên là sẽ được tập luyện aerobic và tập kháng lực dưới sự giám sát của nghiên cứu viên 2 lần một tuần, kèm theo tư vấn tập luyện rất là kỹ. Và cái nhóm thứ hai thì chỉ được tư vấn tập luyện chứ không có giám sát cái việc tập luyện thực tế của họ. Và trong thời gian nghiên cứu kéo dài 12 tháng thì bệnh nhân sẽ được đảm bảo là cái thay đổi về thể lực tim phổi
về cái sức mạnh của cơ và độ linh hoạt. Thì sau cái thời gian nghiên cứu 12 tháng, người ta thấy rằng ở cái nhóm mà có vận động thể lực dưới sự giám sát của nghiên cứu viên, họ cải thiện được tất cả các thông số HbA1c, vòng eo, chỉ số lipid máu, HSCRP, và đặc biệt là họ cải thiện luôn cả được cái nguy cơ tim mạch 10 năm. Thì cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy là cái việc tập luyện thể lực nó rất là có lợi cho người bệnh đái tháo đường, và đây cũng là một cái lựa chọn rất hấp dẫn cho những người bệnh mà có nguy cơ chưa có quá cao, chỉ mới phát hiện lipid máu tăng thôi, thì chúng ta có thể hướng dẫn họ để cải thiện được cái các cái thông số về chuyển hóa cũng như là tiên lượng. Tuy nhiên, bác sĩ chúng ta đã thật sự tạo áp lực để bệnh nhân thay đổi lối sống hay chưa? Chúng ta biết rằng khuyến cáo của Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2020 nhấn mạnh là bệnh nhân cần phải giảm cân, cần phải luyện tập thể lực với những cái bài tập với cường độ trung bình ít nhất là 150 phút mỗi tuần, bởi vì đây là những cái biện pháp rất là hiệu quả và an toàn để phòng ngừa đái tháo đường. Cũng như khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ năm 2019 cũng khuyên là những bệnh nhân đái tháo đường nên thay đổi lối sống tích cực, nên vận động ít nhất là 150 phút với cường độ trung bình hoặc là 75 phút với cường độ cao mỗi tuần để làm giảm cái nguy cơ bệnh lý tim mạch do xơ vữa. Tuy nhiên, một cái thực tế là chúng ta thấy đây là nghiên cứu đại áp ca Asia thực hiện tại Việt Nam của chúng ta vào năm 2017. Ở trong này thì có 1.631 bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú. Thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân không tuân thủ cái theo dõi đường huyết là 80%, bệnh nhân không tuân thủ chế độ luyện tập 64%, không tuân thủ chế độ ăn là 55%. Như vậy rõ ràng là cái điều trị thay đổi lối sống vẫn chưa được chúng ta quan tâm cách đúng mức. Thì quý đồng nghiệp cũng có thể tranh luận rằng cái việc chỉ định statin của chúng ta đó, mặc dù có thể nó hơi quá tay một chút nhưng mà nó vẫn chỉ có thể đem lại ích lợi cho người bệnh mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta biết bột mì thì nó cũng có thể có tác dụng phụ, và khi mà bệnh nhân sử dụng statin nó vẫn có thể tiềm ẩn một số cái tác dụng phụ ở trên hệ thống cơ, gan hoặc là tăng tỷ lệ đái tháo đường mới mắc. Thì cái cơ chế mà dẫn đến những tác dụng ngoại ý của statin nó thông qua những cái cảm ứng về hệ thống men và một số cái loại thuốc chuyển hóa qua cytochrome 3A4, ví dụ như là những thuốc chống động kinh, một số kháng sinh, thuốc hạ huyết áp hay là corticosteroid có thể tương tác với statin sử dụng, ví dụ như atorvastatin, lovastatin hoặc là simvastatin ở đây để làm tăng cái nguy cơ bệnh cơ và làm tiêu cơ vân cho bệnh nhân. Một cái vấn đề khác cũng hay gặp đó là cái độc tính trên gan của statin. Thì mặc dù cái tỷ lệ tăng cái men ALT khi sử dụng statin nó không phải là nhiều, nhưng đây cũng là một chỉ số chúng ta cần lưu ý khi điều trị với statin, đặc biệt là các statin có hoạt lực cao. Và một cái vấn đề cuối cùng nữa khi mà chúng ta sử dụng statin phải đối mặt phải đó là cái nguy cơ mà đái tháo đường mới mắc khi mà bệnh nhân sử dụng statin có thể lên tới 9% sau trung bình là 4 năm điều trị, theo một cái phân tích gộp 13 thử nghiệm lâm sàng với hơn 91.000 bệnh nhân. Như vậy, tôi xin nêu ra một cái bảng để quý đồng nghiệp chúng ta có thể hình dung chung lại cái lợi ích và tác hại khi chúng ta sử dụng statin trên những bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch chưa phải là quá cao. Nếu chúng ta sử dụng statin thì chúng ta có thể làm giảm được 1,6% cái nguy cơ nhồi máu cơ tim không chết, giảm 0,4% nguy cơ đột quỵ, nhưng chúng ta sẽ làm tăng 2% cái nguy cơ đái tháo đường mới mắc, cũng như là 10% cái vấn đề đau cơ cũng như là tổn thương cơ cho bệnh nhân. Cái điều đó cho chúng ta thấy statin nó không phải là một thuốc luôn luôn nó có lợi, nó vẫn có cái mặt trái của nó, là cái khi mà chúng ta chỉ định cho bệnh nhân chúng ta nên làm sao cân bằng giữa hai cái yếu tố này. Tôi xin nhắc lại một cái câu danh ngôn: tất cả các vị thánh đều có một quá khứ, tất cả tội đồ đều có một tương lai. Nếu như chúng ta xem rối loạn lipid máu là một tội đồ thì tại sao chúng ta không cho họ một cái tương lai thay đổi lối sống trước khi là quyết định chỉ định statin dài hạn cho bệnh nhân? Tôi xin bước sang một ca lâm sàng thứ hai. Thì đây là một bệnh nhân nam 65 tuổi bị đái tháo đường type 2, chẩn đoán là cách đây 12 năm. Bệnh nhân có kèm theo tăng huyết áp, kèm theo tình trạng béo phì. Cái đường huyết thì được kiểm soát tương đối là tốt, HbA1c là 6,9%. Thì cái LDL cholesterol của người bệnh là 4,2 mmol trên lít. Và bệnh nhân này có kèm theo một cái biến chứng nữa, đó là cái tình trạng tiểu đạm với cái tỷ lệ albumin trên creatinine nước tiểu là 85 mg trên gram. Như vậy, nếu chúng ta quay trở lại với cái lưu đồ tiếp cận
xử trí rối loạn lipid máu lúc nãy. Thì đây là một bệnh nhân 65 tuổi và bệnh nhân có nhiều cái yếu tố nguy cơ tim mạch đi kèm, vì vậy được xếp là những người có nguy cơ tim mạch cao. Và vì bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao nên khuyến cáo là bệnh nhân cần phải được khởi động một cái statin có hoạt lực cao, có hoạt lực mạnh để làm sao giảm được LDL cholesterol ít nhất là 50% so với mức nền. Và nó có một cái khuyến cáo với cái mức độ thấp hơn ở bên dưới, đó là chúng ta có thể phối hợp thêm ezetimibe với statin cho người bệnh. À, thì chỉ định một cái statin hoạt lực cao cho bệnh nhân, chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là atorvastatin 40 đến 80 mg một ngày, và hai là rosuvastatin 20 tới 40 mg một ngày. Quý đồng nghiệp cũng thấy cái khuyến cáo việc sử dụng statin hoạt lực cao cho tất cả các bệnh nhân đái tháo đường từ 40 tới 75 tuổi có nguy cơ cao đi kèm, là vì đây là những cái đối tượng mà có khả năng mắc các cái biến chứng tim mạch rất là lớn. Tuy nhiên trong thực tế điều trị, có phải là tất cả những bệnh nhân mà từ 40 tới 75 tuổi có yếu tố nguy cơ cao là chúng ta sẽ sử dụng ngay cái rosuvastatin 20 mg hoặc là atorvastatin 40 cho đến 80 mg hay không? Liệu chúng ta có thể phối hợp một statin có hoạt lực trung bình với cái liều thấp hơn để hạn chế tác dụng phụ của statin cho người bệnh, và chúng ta kết hợp ngay với một cái nhóm thuốc hạ lipid khác ngay từ đầu thì nó vẫn đạt được cái hiệu quả điều trị hay không? Thì đây là một cái nghiên cứu được đăng trên cái tạp chí New England, nói về những cái bệnh nhân sau khi bị hội chứng mạch vành cấp. Bệnh nhân này thì tất cả bọn họ đều có cái yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch xơ vữa và đang được chia thành hai nhóm. Một nhóm sử dụng cái statin có hoạt lực thấp, đại diện ở đây là pravastatin 40 mg, và một cái statin có hoạt lực cao, ở đây là atorvastatin 80 mg. Và trong cái nghiên cứu này kéo dài khoảng 30 tháng thì người ta thấy rằng cái nhóm mà sử dụng statin có hoạt lực cao, tức là atorvastatin 80 mg, thì sẽ giảm được cái trị số LDL cholesterol nhiều hơn và giảm được cái nguy cơ tử vong cũng như là các biến cố tim mạch chính nhiều hơn, có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm mà sử dụng statin có hoạt lực trung bình. Tuy nhiên cái nguy cơ của người bệnh chỉ giảm chứ không có được triệt tiêu hết. Và một cái nghiên cứu khác là nghiên cứu DSIS 2. Trong cái nghiên cứu này á, là một cái nghiên cứu quan sát cắt ngang trên cái dân số bệnh nhân ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông và cả châu Phi nữa. Thì những cái bệnh nhân trong nghiên cứu này là những bệnh nhân có bệnh lý mạch vành mạn hoặc là hội chứng vành cấp cần phải nhập viện. Thì người ta thấy rằng 3 phần 4 những cái bệnh nhân này không đạt được cái mục tiêu LDL cholesterol dưới 1,8 mmol trên lít, mặc dù á, là hơn 80% là đang được sử dụng statin đơn trị liệu. Và trong cái nghiên cứu DIST thực hiện ở châu Âu và Canada cũng vậy, trên những cái bệnh nhân mà sử dụng statin đơn thuần, người ta thấy cái tỷ lệ mà đạt được mục tiêu LDL cholesterol ở đây nó cũng chỉ xấp xỉ là 50% chứ không có cao hơn. Và một cái lý do nữa khiến cho chúng ta không có nên đẩy cái liều statin lên quá cao là vì người ta thấy phần lớn tác dụng mà giảm LDL cholesterol nó sẽ đạt được ở cái liều statin thấp nhất mà chúng ta xử trị. Nếu chúng ta tăng cái liều statin thêm nhiều hơn nữa thì cái hiệu quả mà giảm LDL cholesterol nó không có tăng lên tương ứng, nhưng mà những cái tác dụng ngoài ý của statin nó sẽ đối mặt ngày càng nhiều hơn. Và nhiều cái thử nghiệm lâm sàng lớn cũng cho chúng ta thấy là cái nhóm mà sử dụng statin có thể làm giảm được khá nhiều cái nguy cơ biến cố tim mạch, nhưng là những cái biến cố không giảm được nó vẫn tồn tại. Điều đó cho chúng ta thấy nó một cách khác là luôn luôn có nguy cơ tim mạch tồn dư nếu chúng ta sử dụng statin đơn trị liệu cho người bệnh. Và cũng trên tạp chí New England Journal of Medicine nó cũng có một cái bài báo cáo rất là thú vị, nói về sự phát triển của những cái liệu pháp phối hợp lý tưởng. Trong đó người ta ví cái hoạt động của tế bào nó cũng giống như là xe mà chạy ở trên đường cao tốc. Thì nếu mà chúng ta đứt một cái con đường này thì xe nó sẽ dồn sang những con đường khác để chạy, cũng giống như là trong cơ chế của bệnh sinh. Nếu chúng ta dùng một cái loại thuốc để ức chế cơ chế bệnh sinh này thì nó sẽ kích hoạt những cơ chế bệnh sinh khác. Điều đó nó khiến cho rất nhiều cái loại bệnh lý cần phải điều trị bằng cách phối hợp thuốc ngay từ đầu, ví dụ như là hen phế quản, ung thư, HIV hay là bệnh lao, là thường người ta phải phối hợp nhiều thuốc cùng một lúc ngay từ khi mới chẩn đoán. Và cái việc mà chúng ta phối hợp statin với một thuốc hạ huyết áp khác, với đồng nghiệp thấy cũng giống như là chúng ta cho hai cái con gấu đen với con gấu trắng này nó kết hợp với nhau thành một cái con gấu, thì cái sức mạnh của nó sẽ tăng lên rất là nhiều, bởi vì hai cái loại thuốc với cơ chế tác động khác nhau nó sẽ làm kiểm soát cái LDL cholesterol mạnh hơn, từ đó nó kiểm soát, nó làm giảm cái nguy cơ tim mạch cho người bệnh tốt hơn.
Và khi mà chúng ta phối hợp hai loại thuốc với cơ chế tác dụng khác nhau, chúng ta có thể làm giảm được tác dụng phụ của từng loại thuốc nhờ là cái liều nó dùng không phải là quá cao. Và nhờ giảm tác dụng phụ như vậy, bệnh nhân sẽ gia tăng cái mức độ tuân trì. Và chúng ta biết rằng cái việc tuân trì với statin cũng là một vấn đề rất là lớn, bởi vì khi mà chúng ta dùng liều cao, bệnh nhân có thể gặp tác dụng phụ và người ta tự ý ngưng thuốc. Trong nghiên cứu Fourier, làm nghiên cứu mà tuyển những cái bệnh nhân có bệnh tim mạch sơ vữa đang sử dụng statin đơn trị liều, khi mà người ta cho phối hợp thêm với lại một cái thuốc ức chế PCSK9 là evolocumab, thì người ta thấy rằng cái LDL cholesterol của cái nhóm phối hợp statin với evolocumab giảm xuống chỉ còn 30 mg trên decilit, và nó giảm được thêm 15% cái tiêu chí gộp bao gồm tử vong tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, nhập viện vì đau thắt ngực không ổn định hoặc là phải tái thông mạch vành, tốt hơn có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm mà chúng ta chỉ sử dụng statin đơn thuần. Và một cái nghiên cứu khi người ta phối hợp ezetimibe với lại statin trên bệnh nhân đái tháo đường, thì chúng ta thấy rằng là các cái chỉ số LDL cholesterol, non-HDL cholesterol và cái tỷ số giữa ApoB trên ApoA1 nó giảm đi rất là có ý nghĩa thống kê so với những người mà chỉ được sử dụng statin đơn thuần. Đây là cái guideline chúng ta rất quen thuộc về điều trị tăng huyết áp của cái Hiệp hội tăng huyết áp châu Âu. Trong đó người ta có nhấn mạnh là chúng ta nên khởi trị điều trị huyết áp bằng hai cái loại thuốc khác nhau. Vậy nếu chúng ta đã phối hợp sớm thuốc hạ huyết áp thì tại sao chúng ta không xem xét phối hợp sớm thuốc hạ lipid máu cho người bệnh? Thưa quý đồng nghiệp, việc thay đổi lối sống là một liệu pháp hiệu quả và kinh tế cần được ưu tiên trước khi chúng ta bắt đầu sử dụng tất cả các loại thuốc, trong đó có statin. Và khi mà sử dụng statin trên lâm sàng, chúng ta nên lưu ý một số tác dụng phụ, ví dụ như tác dụng phụ ở trên cơ, trên gan cũng như là tăng nguy cơ đái tháo đường mới mắc. Và cái việc kiểm soát tích cực LDL cholesterol bằng những statin có hoạt lực cao, chúng ta thấy là nó có giảm nhưng không triệt tiêu được nguy cơ tim mạch tồn lưu. Vì vậy, việc phối hợp statin và thuốc ức chế PCSK9 hoặc là ezetimibe có thể giúp làm giảm LDL mạnh mẽ hơn, hạn chế tác dụng phụ của mỗi thuốc, làm cải thiện được tiên lượng cho người bệnh. Thì để kết luận lại cái phần này thì chúng tôi xin nêu ra một khái niệm dogma. Dogma nó có nghĩa là giáo điều. Thì người ta định nghĩa giáo điều là một hệ thống những cái niềm tin được đưa ra bởi một cái tổ chức và để cho mọi người có thể tuân theo mà không có được bàn cãi gì cả. Thì tương tự như vậy, đối với cái việc mà chúng ta sử dụng statin ở trên lâm sàng, rất nhiều khuyến cáo đã yêu cầu chúng ta phải dùng statin sớm với liều cao cho người bệnh, và bác sĩ chúng ta đang chỉ định statin theo những cái khuyến cáo đó, mà chúng ta cũng ít có cái nhìn lại cái việc điều trị như vậy có hợp lý với trên lâm sàng hay không. Thì hy vọng rằng qua cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những cái trao đổi đa chiều hơn. Xin trân trọng cảm ơn quý đồng nghiệp.